giá chỉ có 10.000 đồng một túi, một túi 10.000 đồng. Ai chưa biết vào xem cho biết. Túi thơm Sài Gòn một túi chỉ có 10.000 đồng. Bữa nay mình treo gương, móc tủ, treo phòng ngủ, nhà vệ sinh, tủ quần áo, nhà tắm, xe ô tô treo vào cho nó khử mùi hôi. Giá chỉ có 10.000 đồng một túi chỉ có 10.000. Ai chưa biết vào xem cho biết. Một túi 10.000. Cái này rùa ba ba của rùa đấy, rùa đá đấy, đẹp luôn. Sống ấy, nó nghịch chứ không phải nó chết đâu, nó ngựa nó nghịch cái nó giả nó ra, nó không cắn đâu mà nó đẹp. Cái này về cho nó ăn cái gì không? Cho ăn mồi. Mồi có cái mồi của nó thả lên giá này xong cắt cắt ra lên giá này nó ăn này. Và xem có cá nào mua con về thả về ấy. Nhiều nhỉ, đục. Cái này cá gì? Cá này thì sao vui rồi, cá đây. Cá la hả? Là cái trong tàu 70.000 con. Có cái này là 20.000 đồng. Cái này là 20.000 một con là gì? Đôi. Đã. Đôi, 20.000 một đôi. Con này 20.000 một đôi chứ? Mấy con này to này. Đã màn nhỉ. Sao? Trâu như con rói. Con cá này. Con lạnh. Con này nó lớn không vậy nhỉ? Quay lớn. Cái này nó có lớn không nhỉ? 50.000. 50.000. 50.000 nữa. Cái này thì bao nhiêu tiền? 25.000 thôi. Con này nhỏ đắt thế nhỉ? Hai nhăm nghìn một đôi này. Con này đẹp thế này ạ. Dễ thương này. Nó không một kè, như kiểu có chửa nữa nhá. Mình lấy một đôi không? Này cầm về nhà có chết gì kìa.
Con này nó đớp nó con này sắp sắp chết rồi. Con này nó hút con này như thế. Đời. Tỉnh ngay tí nó tỉnh ngay đấy. Con này nó hút con này nó đùa. Bắt đi. Hai tay tao chảo không? 50.000 một đôi này. Đôi này là 70.000. Xin mua 50.000 đấy. Bao nhiêu? 50. Cái nào muốn bán mà bán rẻ thế. Thôi thôi. Đã cho nói là bán. Một đôi. Cô ơi, cái con này về cháu không cần oxy cháu. Đây đây, cần gì oxy? Đây đây, mình có cái kia đấy. Một con nọ con kia, hay hai con đằng nhau. Con một con trắng vàng. Đây một con trắng, một con vàng đây được rồi. Anh bắt thêm một con nữa. Thêm hai con. Hai con nhá, con. Hai con. Cho luôn ở bình đâu không? 30 giá rồi. Đổ luôn cái này nữa, đổ đi. Không chết được, cuộc kín không chết được. Đầu kia mắt mắt lồi nè. Nó thứ ăn 10.000. Này ngày một ngày cho ăn nhiều không? Một tối chỉ có 10.000. Ai chưa biết vào xem cho biết. Một tối 10.000. Đọc thế. Giá này là cá xịn con ơi, cho bà không có lãi.